Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Cho em sẽ quay review cho giới thiệu cho anh em xem một bộ dàn sới nha anh em. Dàn sới dầu Kubota K75. Đây. Dàn này còn rất đẹp nha anh em. Bên cửa hàng em vừa mới nhập về. Họ đi Nhật nha anh em. Kubota K75 nè. Máy nó là máy Kubota EA8 nha anh em. 7 người rưỡi nè. Maximum là 2650 tua. Con này anh em muốn chạy phát điện cũng được nữa. Kéo được cột phát điện là 5,5 ký nè, 5 ký rưỡi. Vỏ nó là vỏ 512 nha. Vỏ 512. Đó, mầm ốc 7 màu. Đây. Đọc cu láp nữa không? Mới tinh luôn, lóc liếc luôn, kìa đẹp. Bảo nhớt còn. Đây, đi dầu nữa ha. Con này giờ còn riết nguyên vàng luôn nha anh em. À, đời không? 7 màu. Đời 12V. Này châm nước nè, làm mát bằng nước. Châm dầu. Vừa đời vừa quay nha anh em. Đó, bình nè, khi nào anh em mua là em sẽ gắn cho anh em một cái bình mới nha. Này đuôi. Này, dao nè. Dao còn rất mập luôn. Cùi lên sơn nè ha. Anh em nhìn cái cùi, nhìn cùi dao chứ. Dao với cùi là biết máy chạy ít chạy nhiều rồi. Lóc nè. Lóc nó đóng K75 luôn. Đó, dàn chân nè. Rất đẹp. Con này nó 6 số tới mà 2 số ve. 2 số lui. Đây. Đó, nè mà da nè. Rồi hai tay bóp quẹo thôi. Này bánh lái. Ốc luôn. Rồi thử nổ coi chứ. Lên lên. Đó. Máy móc là bao hơi bao khói cho anh em một năm nha. Máy đẹp cái này thì anh em xài khỏi suy nghĩ. Rồi thử chạy chứ. Này là đang đi số 4 nha anh em. Số ve cho nó về vô đây rồi thử ra sớm. Rồi đi đi vô. Rồi ve rồi 2. Nó có 2 số ve đang đi R2 nha anh em. Rồi. Okay. Nhắc vừa mò luôn thử sớm. Thôi thử quay dao đi. Rồi. Cái này đang có số chậm nha anh em. Còn số nhanh là anh em qua đây. Đó là nó sẽ vô nhanh. Im ru luôn. Rồi.
Đó. Giờ này quá đẹp luôn em. Anh em nào mua thì anh em cứ việc liên hệ qua số điện thoại 0913 719 579 hoặc là 0933 351 776 nha anh em, để tham khảo giá cả nha. Rồi, em kết thúc video tại đây nha. Rồi giờ chào tạm biệt tất cả anh em nha.